Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 5, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cũng đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13. Hội nghị cũng đã hệ thống lại kết quả hội nghị diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 5 vừa qua. Và sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, hội nghị Ban chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 cũng đã thành công tốt đẹp. Kết quả thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó thì có thể khẳng định chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng có lúc có nơi chưa kịp thời, chưa mạnh mẽ và hiệu quả chưa cao. Trên cơ sở phân tích dự báo về bối cảnh, tình hình mới thì Ban chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu chỉ đạo tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ khóa 13 là phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội thứ 14 của Đảng.